Dạ anh Lân anh làm gì vậy anh? Anh đang kéo bờ ti em. Thì anh trả lời anh kéo bờ ti em. Em bị gì vậy? Không em suy nghĩ nhiều thôi. Nhiều à? Bây giờ muốn kéo bờ ti lên hay kéo bờ ti xuống? Để kéo ra. Kéo ra, dạ. Ok anh kéo ra. Đó. Đây là một cái túi để đựng trang sức và những cái vật dụng mình cần thiết mà nhỏ gọn mà giá trị. Và đây ba phụ lần. Cả được chiếc lắc nè, cái tay. Còn nếu như mình không thích dùng vào việc đựng trang sức, mình cần để những vật dụng nhỏ khác, ví dụ như là đồng hồ, ví dụ như là điện thoại. Ví dụ đồng hồ sẽ có những cái hộp bóc nhỏ, mình bỏ đồng hồ đó mình qua đây, để những vật dụng cần thiết vào đây. Để chi em, để khi mình xách đi như thế này nè, rất là sang, tiện và đẹp. Cái này á, anh làm cho mình để khi mà mình đi giao hàng những sản phẩm giá trị VIP thì mình sẽ dùng cái này. Anh lại kéo bờ tiên đó nha. Rồi thì ví dụ như giao đồng hồ thì mình sẽ để những chiếc đồng hồ trong cái hộp bóc. Rồi mình để vào đây nè, nó bóc một nè. Mình để những hộp nhẫn nè, hoặc ví dụ như mình sẽ đựng kính, những chiếc kính vào đây. Đó. Lại lại. Sao mà thích mình đi vô hàng có bị không?